Hello, xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh Family Federer cuộc sống ở Thụy Sỵ các bạn ơi. Hôm nay thì gia đình nhà mình sẽ thưởng thức các bạn. Có biết đây là cái mâm đồ gì không? Đây là đồ nương các bạn nhé. Đây là cái đọt tỏi mà mình với các con lúc chiều 10 đi 2 về các bạn. Thì bây giờ nhà mình sẽ ăn nướng cùng với các cái đồ ở trên này các bạn nhé. Có gì ăn đây nhé. Đi 2 về chiều mất rồi thì bây giờ siêu thị đã đóng cửa mất rồi các bạn ạ. Cho nên là nhà mình sẽ chỉ có thưởng thức những cái món như này thôi các bạn nhé. Ok. Wow, nóng sôi luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ. Hello, con Trinh và bà Thúc Côn xin chào mọi người nào. Ui, xin chào mọi người nào. Hello, ba đuôi. Hello. Mình để cái máy thành ra anh nhìn được luôn. Ôi đồ này mặt con. Ôi đồ, ngồi đâu mà lon đồ nè con ạ. Xa quá, lon đồ phát tích này. Trời, hai anh em lo xa quá. Bò lắm này. Đây là tỏi mà các bạn này nó thấy không? Hai anh em nhà này lo xa quá luôn. Đây là thịt bò này. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ rau lên các bạn nhé. Mình sẽ bỏ cá này. Tỏi nào bố ơi, tỏi nào. Đây thì cho nó mở nó trên đó tỏi này, hoa tỏi các bạn này. Hoa tỏi này nó xào nên là giòn lắm các bạn. Nó mình sẽ xấy trong này, xấy đi lên đó. Nó lại thọt. Nó thọt bà. Nó thơm lắm bà ơi. Chi. À đúng chắc là nó đi đi cơm đi tết. Chắc là mẹ Hương đổ xong ăn sau các con tết. Bây giờ ăn cơm cho các con. Dạ. Nào không loạn nha hai anh em nhá. Hai anh em không ầm nhá. May là mẹ chưa biết đường chỉnh sửa trong máy tính mô cho nên là quay thế nào là để nguyên như thế luôn các bạn ạ. Đó. Trong video thì đôi khi anh em nó sẽ choảng nhau đôi chút cho các bạn nhá, các bạn thông cảm nhá, trẻ con đấy. Đó. Nhiều lúc thì cũng oán lắm nhưng mà nhiều lúc thì tranh giành cái gì đó là bắt đầu là hai anh em nó choảng nhau luôn. Ô. Cái này mưa cái này đấm mưa. Mình kinh đai leo này ta. Cái này nó trùng. Cẩn thận phòng các con ơi. Nó có nhìn đây này. Cái con này kéo. Dình qua các bạn ạ. Sao dình như này nhỉ? Mình chắc là phải bỏ bơ một chút lên thế. Đoạn không có dầu này, đoạn nó không có dầu là nó dính các bạn ạ. Đoạn nó có dầu là nó không dính. Đó, hôm nay là có gì ăn đây nhá. Paprika, tùy ăn mấy gì đó thôi. Người này. Cái này khoảng ăn đi thịt với cái còn papi. Thịt kẹp thằng lang. Cái này cây củ các bạn là mình có hai máy, một cái may củ, một may mới, may mây là của nhà mình mà sao hôm nay mình kiếm đây léo này papa đi này. Chọc cái máy. Ô cái hoa tỏi này thơm lắm các bạn ạ, cái hoa tỏi này thơm cực kỳ luôn ạ, mình phải bỏ lên xào như này. Mà ba muốn nhào quấy. Khoan là con để cho chìm nữa là con. Để cho chìm là các con nhá, cái này ăn phải chìm nhá. Người lớn ăn không chìm không tan chứ nhưng mà cái con ăn phải chìm. Mình bỏ như này xào luôn cả nhà. Thôi bỏ lên tiếp đi. Mình may 15 mắm là mình cắt thèn lên một lên ba nó. Nô nhỉ, tao không may tí nhiều. Có ăn đồ để mắt em không? Đồ mắt em ngồi xa xa đó nào. Thôi ăn thôi bố ơi. Mình sẽ lấy cái nước chấm này các bạn ạ. Đọt tỏi này. Thôi cái mùi xèo xèo lên là ngon lắm các bạn, nó thơm lắm luôn đó, cái lá tỏi này này. Cái này là hả? Là bông khóa. Dạ. Cái là bông khóa. Cái là bông khóa nè. Đó phải cái ốp cây. Đập tỏi. Rung rắn biển rắn bông khóa. Mẹ, mà nó nở ra ơi, cơm của em bố nói. Nó bắt cơm của em bố. Ba lứa mau khao đi lúc đó. Thôi thì là con ăn cái này đi. Dọc cơm thôi. Không hai ăn về đi. Thôi tôi dọc cơm thôi. Mình nghĩ là xúc xích hả? Rồi cái chim kia con nhá. Chim không, chim ăn chim rồi. Là mẹ chim này. Phát tết giờ thì ăn chim kia ba chỉ này lắm. Nhưng mà ăn nhiều bé không tốt, không bảo là nhiều không tốt. Bên này nè. Ăn cái miếng. À bên dưới là bố tách được. Con ngồi xuống đi, sao đừng thầm hết nữa. Cái gì đó nè. Cái tỏi này cơm quá mà.